Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2020, khu dân cư thôn Sâm Hồng, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày hội Văn hóa quân dân năm 2020. Dự và chung vui với khu dân cư có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Thị Tuyến, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Chí Công, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Khu dân cư thôn Sâm Hồng hiện có gần 450 hộ gia đình với 1,7 nghìn nhân khẩu. Thời gian qua, cán bộ nhân dân khu dân cư luôn phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phong trào thi đua xây dựng khu dân cư 3.0. Thôn có 17 năm liên tiếp được công nhận là làng văn hóa, 96% hộ gia đình trong thôn được công nhận gia đình văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm xuống còn 1,1%. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những kết quả mà khu dân cư Sâm Hồng đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới, người dân trong thôn phát huy lợi thế nghề trồng cây cảnh, đẩy mạnh liên kết sản xuất để hình thành các chuỗi sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập, giữ gìn nét đẹp văn hóa làng xã, quan tâm công tác giáo dục cho thế hệ trẻ, tiếp tục giữ gìn cảnh quan môi trường nông thôn. Cấp ủy chính quyền cấp huyện cấp xã tiếp tục quan tâm tới phong trào của thôn Sâm Hồng, coi mô hình khu dân cư của thôn Sâm Hồng là mô hình điểm để nhân rộng mô hình ra toàn xã, toàn huyện. Cũng tại ngày hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho khu dân cư thôn Sâm Hồng vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước năm 2020. Nhiều gia đình được trao tặng danh hiệu ông bà cha mẹ mẫu mực con trung hiếu cháu thảo hiền cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. 7 gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận quà từ quỹ vì người nghèo tỉnh. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Giang trao công nhận thôn Sâm Hồng đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.